Trẻ em mấy tháng tuổi thì ăn được yến xào? Chúng ta đều biết rằng yến xào là một trong những cái nguồn thực phẩm mà rất giàu dinh dưỡng. Nó được lấy từ cái nước bọt của con chim yến và nó làm tổ, và chúng ta thu hoạch cái tổ yến đó, và chúng ta sẽ về chúng ta chế biến để tạo thành một cái món ăn vô cùng bổ dưỡng. Thì trong tổ yến nó có rất nhiều giá trị như vậy, nó tốt cho sức khỏe của chúng ta như vậy. Nhưng đối với trẻ em thì nó phải có một cái độ tuổi nhất định mới cho trẻ ăn được. Vì hệ tiêu hóa trẻ nó đã sẵn sàng hay chưa? Đấy. Và chúng ta không biết điều này thì chúng ta thấy rằng cho con ăn yến xào để tốt, ai cũng biết điều đó đúng không ạ? Nhưng cái độ tuổi nó không phù hợp, và cái lượng ăn nó không phù hợp, và cái tần suất ăn nó không phù hợp, nó có thể dẫn đến tác dụng ngược. Đó là con bạn có thể rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ, và sẽ tăng ký cũng như là tăng chiều cao, sức đề kháng của bé nó kém hơn nếu chúng ta không biết dùng. Và video này bắt đầu thì các bạn sẽ cùng khám phá xem yến xào là cái gì, mà tại sao nó tốt như vậy, và độ tuổi nào thì nên dùng, và dùng một lượng như thế nào là vừa đủ, và một tuần thì chúng ta sẽ sử dụng bao lần để giúp sức khỏe của bé tốt hơn. Thì theo các nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng thì trong yến xào nó có rất nhiều các cái acid amin, và trong đó nó có cả các cái acid amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được. Như vậy nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe chúng ta, vì nó cung cấp rất là giàu và protein. Bên cạnh đó nó còn có glucid, nó còn có các chất béo khác nữa. Và ngoài các chất dinh dưỡng ra, nó còn có thể chứa các cái loại hormone. Ở đây thì có 6 loại hormone mà các chuyên gia dinh dưỡng họ đưa ra, nhưng mà có 2 hormone đáng chú ý, đó là testosterone đúng không ạ, và estrogen. Đấy. Tức là testosterone thì là hormone sinh dục nam, còn estrogen là hormone sinh dục nữ. Đấy, tức là chúng ta đang gọi như vậy đúng không ạ? Testosterone thì là sao ạ? Làm cho phái mạnh, nó mạnh mẽ hơn, cơ bắp nó nhiều hơn. Còn estrogen thì giúp cho phái nữ là sao ạ? Nó mềm mại hơn. Thế thì các bạn sẽ thắc mắc gì ạ? Anh ơi, thế ăn nó có bị dậy thì sớm hay không? Nó có bị ảnh hưởng vấn đề gì về giờ tính hay không? Thưa các bạn, không. Vì cái lượng nó rất là nhỏ, và cái đó nó chỉ đóng vai trò một thành phần dinh dưỡng cơ bản mà thôi. Và nó không có bất kỳ một vấn đề nào liên quan đến vấn đề dậy thì sớm hay là vân vân. Và các bạn đừng lo lắng điều đó. Thế thì trong yến xào nó có rất tốt như vậy, thì chúng ta sẽ phải ăn uống như thế nào? Đối với người lớn nhé, thì nó có một cái vai trò hết sức quan trọng rồi. Chúng ta đều biết là vai trò nó cực kỳ tốt, đặc biệt là với những người mà có cơ thể nó suy nhược, nó hay ốm đúng không? Thì nó sẽ giúp cho tăng cường sức đề kháng và lấy lại cái thể lực trong vòng rất là nhanh chóng. Thế đối với trẻ em thì sao ạ? Trẻ em thì cái hệ tiêu hóa của trẻ nó đang trong quá trình hoàn thiện, cho nên là đối với trẻ dưới 1 tuổi thì chúng ta không khuyến khích cho trẻ ăn yến xào hay tổ yến, vì nó quá giàu dinh dưỡng và nó khiến cho bé không sẵn sàng để tiêu hóa các cái chất dinh dưỡng mà có trong cái yến xào. Thế thì ở cái độ tuổi nào là phù hợp, thì trong cái video về cấu trúc ăn dặm qua từng giai đoạn, thì đối với trẻ trên 1 tuổi thì bé đã bắt đầu ăn được đa dạng thực phẩm rồi, và bé đã ăn cơm với các ăn cơm rồi, tức là ăn uống bình thường cùng với các thành viên trong gia đình, và thời điểm đó là bé đã sẵn sàng để tiêu hóa mọi thứ trên cuộc đời này nếu như bé ăn vào, được không ạ? Cho nên cái độ tuổi mà khuyến khích để bé ăn yến xào đó là cho bé ăn cho bé từ trên 1 tuổi trở lên. Đấy, thì đặc biệt là với những bé mà bị ốm đúng không, sau ốm nó mệt mỏi, nó biếng ăn, nó kém ăn. Đấy, thì cái việc của chúng ta cho bé ăn yến xào đúng không thì nó rất là tốt, tại vì nó giúp cho hệ tiêu hóa của bé hấp thụ dễ dàng nhất, đúng không? Thì nó đang ốm, nó đang mệt, thế thì mình cho bé ăn yến xào thì sao ạ? Nó sẽ cung cấp cái năng lượng ban đầu để giúp bé hồi phục nhanh chóng hơn, và từ đó thì bé ăn uống sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu như con mới ốm dậy nhá, tức là hệ tiêu hóa của bé nó đang yếu, do chúng ta dùng kháng sinh, do chúng ta dùng hạ sốt, do chúng ta dùng corticoid đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ bị kém yếu đi, và chúng ta cho cái dinh dưỡng nào ấy mà nó quá khó tiêu hóa đúng không ạ? Đấy, quá giàu đạm và đạm khó tiêu hóa thì sao ạ? Khiến cho tiêu hóa của bé nó sẽ mệt mỏi hơn, và bé sẽ cảm thấy khó tiêu, và có nhiều bé, tức là sau đợt ốm ấy thì bé trở nên biếng ăn hơn, bé trở nên tiêu hóa rối loạn hơn. Đấy, thì chúng ta có thể cho trẻ dùng yến xào để giúp cho cái sức đề kháng và cái hồi phục sau ốm nó nhanh nhất, để bé ăn uống trở lại bình thường. Thì đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thì với cái lượng ăn như nào ạ? Thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng đối với trẻ từ 1 cho đến 4 tuổi thì mỗi một lần ăn khoảng từ 1 cho đến 2 gram. Rất là ít đúng không ạ? Một cái thìa rất nhỏ phải không ạ? Đấy. Chúng ta có thể chế biến nhiều cách khác nhau, thì em có thể tham khảo thêm. Đấy. Còn đối với trẻ trên 4 tuổi thì mỗi bữa ăn khoảng từ 2 cho đến 3 gram. Đấy, đấy là cái tỷ lệ, cái lượng phù hợp để bé hấp thụ tốt nhất. Và một tuần không nên ăn quá 2 lần nhá. 2 lần, từ 2 bữa đấy. Đấy. Thì đó là cái
cái lượng ăn này cũng như là gì ạ, cái số lần ăn trong một tuần để giúp bé tiêu hóa tốt nhất và hấp thụ tốt nhất cái dinh dưỡng mà có trong yến xào để giúp bé khỏe mạnh hơn. Đấy. Thì đây là video mà nó khá thú vị đúng không ạ? Đấy, chúng ta đều biết là nó rất tốt, nhưng mà ăn uống làm sao để cho nó hiệu quả, nó thực sự mang lại sức khỏe tốt, thì đó là cái điều chúng ta cũng phải xem xét, phải nghiên cứu và phải học, đúng không? Thì đây là cái video mà Bác Đạt chia sẻ với các bạn là gì ạ? Yến xào ăn như nào cho nó phù hợp. Thì có phần nào đó các bạn chưa rõ có thể comment dưới cái video này. Bác Đạt sẽ dành thời gian để chia sẻ với các bạn, có thể làm các video để trả lời các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Bác Đạt nhé. Tại vì trên kênh có khoảng hơn 500 video, đó là các cái quy trình, các cái phác đồ, các hướng dẫn Bác Đạt giúp các bạn nuôi con nhàn hơn, con khỏe mạnh hơn, tăng ký tốt hơn và sức đề kháng của bé tốt hơn. Và quan trọng nhất, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thảnh thơi và tiết kiệm chi phí rất nhiều. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không subscribe kênh YouTube của Bác Đạt ạ. Rồi xin chào các em và chúc em nuôi con thành công. Thank you.